Mới đây, mạng xã hội sửng sốt khi xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục phụ nữ có hành vi nhạy cảm ngay giữa đường phố. Trong đoạn clip, người đàn ông trong bộ trang phục phụ nữ, gồm áo chống nắng màu tím, quần skinny, chân đi gót cao, đeo khẩu trang kín mít đứng giữa đường trong bộ dạng đáng ngờ, mặc cho thời điểm này có rất đông phương tiện qua lại, vị trí đứng lại ngay trước mặt một phụ nữ đang ngồi trong một nhà dân. Người đàn ông vẫn vô tư dùng tay thực hiện hành vi khiến tất cả sốc nặng. Sau một hồi đứng tự xử giữa đường, người này lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hành động phản cảm này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức được người dùng mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Hiện đoạn clip vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng dành nhiều chỉ trích cho người đàn ông này. Đấy, các bạn thấy em nói đúng không? Này, nó lại nhét vào khẩu trang này. Để một lúc nữa xem nó làm gì. Vãi thật. Không biết nói gì hơn. Thôi, em phải đi gọi tổ dân phố ra đây đuổi nó đi thôi. Chứ mùng một thế này thì... Hành động biến thái và giả trang thành phụ nữ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Bởi hành vi giả trang như vậy sẽ khiến nhiều người không chú ý và có thể bị lợi dụng cho hành vi biến thái của đối tượng mà không hề hay biết. Số khác lại cho rằng hành vi này của người đàn ông có thể là do một dạng bệnh lý nào đó. Tuy nhiên bất luận thế nào thì đây cũng là một hành vi vô cùng phản cảm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người xung quanh.